Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, có rất nhiều người thích khoe khoang, cho rằng cái gì đáng tự hào, tại sao lại không khoe ra? Tại sao không thể được? Đúng, khoe khoang những thành tựu của bản thân thì không có gì đáng để xấu hổ cả. Thế nhưng, đó là khi chúng ta khoe ở một chừng mực nhất định để nhận về sự kính nể mà thôi. Khi bạn khoe khoang quá nhiều, thì thực chất đó chỉ là sự khoe mẽ mà thôi. Người nghe sẽ đánh giá bạn là một người có tư duy thấp kém, thậm chí có phần kém sang. Nếu chính bạn hay ai đó đang không ngừng khoe về những thứ sau đây, thì chính những lời khoe đó sẽ khiến các bạn mãi ở tầng lớp thấp trong xã hội. Và hãy nhớ rằng, khoe khoang thứ gì sẽ dễ làm mất đi thứ đó. Khiêm tốn một chút là cách an toàn nhất và cũng thể hiện mình là người khôn ngoan. Hãy cùng lắng nghe để biết những thứ không nên khoe đó là gì quý vị nhé. Thứ nhất, khi bạn khoe tài năng, sắc đẹp. Nếu bạn thực sự tài năng hay là người có năng lực thì không cần thiết phải nói ra, mà hãy để người khác tự đánh giá về mình. Bạn cứ yên tâm và đừng lo người khác không đánh giá đúng khả năng và những gì mà bạn đang có. Khi bạn khoe khoang vẻ đẹp bề ngoài thì phải cẩn thận, kẻo sau này bạn lại trở thành một người xấu xí. Thứ hai, khoe khoang sự giàu có. Những người có đẳng cấp càng thấp thì càng thích chứng tỏ mình giàu có để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người thực sự giàu có luôn biết rằng tài sản của họ vẫn luôn ở đó, trong khi những người mới phất lên nhờ cơ hội tốt lại thích vô trương tài sản và tiền gửi tiết kiệm của mình. Những người ưa khoe mẽ nghĩ rằng họ có thể được công nhận bằng cách khoe khoang sự giàu có của mình, nhưng thay vì được tôn trọng, những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng họ thật nông cạn. Hơn nữa, một khi họ bị những người có ý đồ xấu nhắm tới, sẽ có thể gây ra những phiền phức không đáng có và khó đảm bảo được an toàn cho bản thân. Những người có đẳng cấp quan tâm nhiều hơn đến nội hàm, cốt cách, tầm nhìn, học vấn, kiến thức và kinh nghiệm, vì đó là những thứ không phải cứ diễn là có được. Đây là lý do tại sao một người giàu có khi đi một đôi giày vải $3 cũng được coi là hàng hiệu, trong khi những người bình thường đi giày hàng hiệu cũng sẽ bị coi là hàng nhái cấp cao. Quần áo bên ngoài không khác gì một nhãn giá vô nghĩa, và những người thật sự giàu có sẽ không phô trương sự giàu có của họ để được người khác công nhận. Tuy vậy, đừng kết thân với những người thích khoe khoang sự giàu có của họ, bởi vì bạn không phải là người thấp kém. Đừng tự hạ thấp mình để thỏa mãn sự phù phiếm. Nếu kết giao với những người tham hư vinh như vậy, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một người không có nội hàm giống như họ. Thứ hai, khoe khoang quá khứ đã qua. Dù là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc, nhưng Jack Ma không bao giờ nghĩ mình lại có được thành tích rực rỡ như vậy. Những người thật sự thành công sẽ không tự mãn và tự hào về những thành quả đã đạt được trong quá khứ, mà họ sẽ nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ, mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này. Khoe khoang quá khứ chỉ cho thấy rằng bạn đang làm không tốt ở hiện tại. Trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, có một ông bác là sinh viên đại học duy nhất thuộc thế hệ cha ông của dân trong làng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bác này về quê đầu quân cho Cục Bảo vệ Môi trường. Mỗi lần bà con họ hàng tụ tập, ông ấy lại tỏ ra khinh bỉ, coi thường những người họ hàng này. Ông trót quên rằng ông được như ngày hôm nay là nhờ chị gái ông từ bỏ cơ hội học đại học của mình để làm thêm kiếm tiền nuôi ông ăn học. Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình trên mạng xã hội, ngụ ý rằng anh ấy giỏi hơn các bạn cùng trang lứa. Sau buổi họp lớp với các bạn thời trung học, ông ấy đăng một trạng thái nói mình là người duy nhất trong lớp đầu đại học. Theo thời gian, không một ai bấm like những bài đăng của ông ấy nữa. Khi gặp một người như vậy, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, vì họ chẳng có tác động tích cực gì đến cuộc sống của chúng ta. Một người nghiện thành tích trong quá khứ chỉ có thể trở thành một người tí hon biết di chuyển, chứ không phải một người trưởng thành biết suy nghĩ. Kết thân với người như vậy cũng sẽ kéo chính chúng ta vào hố sâu của sự hão huyền. Thứ ba, khoe khoang cuộc sống đời thường. Thực tế, cuộc đời luôn có những người bất hạnh, nhưng họ luôn giả vờ ra vẻ hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, một sinh viên đại học kết hôn với một phú nhị đại giàu có. Ngày nào cô ấy cũng khoe cuộc sống sang chảnh này trên mạng xã hội. Nào là ảnh du lịch, ảnh đồ ăn, phong bì đỏ, nào là những món quà xa xỉ cho chồng tặng. Trong một thời gian dài, ai cũng nghĩ rằng
Quấy sống rất hạnh phúc. Trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ ở trường đại học, một người bạn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ và cổ tay của cô ấy. Các bạn ai cũng lo lắng không biết liệu Quấy có bị bạo lực gia đình hay không. Nhưng Quấy nói rằng những vết thương đó chỉ là do cô vấp té mà thôi. Hóa ra những bức hình thể hiện tình cảm được cô ấy đăng tải đều là diễn kịch cho những người xung quanh xem. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục đăng tải một số hình ảnh xe sang và ảnh du lịch lên trang cá nhân. Mỗi khi thấy những bài đăng như vậy, ai cũng cảm thấy buồn và đau lòng thay cho cô. Những người sống trong ảo tưởng như vậy thường hão huyền và tự trở thành biên đạo cho cuộc sống của chính mình. Họ không sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhạy cảm và đa nghi, nhút nhát và yếu đuối. Kết thân với những người như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm mệt mỏi. Thứ tư, các mối quan hệ xã hội. Người Trung Quốc có câu nói, ở nhà cậy cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Nhiều người luôn cố gắng tạo quan hệ với bất cứ người nào, đặc biệt là người nổi tiếng. Không ít người lại lấy việc có được số điện thoại hay được chụp ảnh với người nổi tiếng làm tự hào để đi khoe khoang. Biên tập viên Nhuế Thành Cương đã tự nhận mình là bạn của các chính khách nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Nhật Bản Kanato. Đến nỗi cư dân mạng còn đặt tên cho cuộc họp thường kỳ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới là cuộc hội ngộ của Thành Cương và những người bạn. Năm 2015, Nhuế Thành Cương phải đối diện với mức án ngồi tù. Tất nhiên những người bạn thân thiết kia chẳng hề đoán hoài với anh ta. Đến cả phe cánh ngày trước của anh ta cũng tan đàn xẻ nghé. Kết cục của Nhuế Thành Cương là vô cùng bi thảm. Bản chất của các mối quan hệ xã hội là sự trao đổi tài nguyên giữa hai bên, ngang tài ngang sức. Dale Carnegie từng nói, một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc đời là biết phát huy ưu thế của bản thân làm cho người khác phải tôn trọng mình. Bạn đừng nghĩ mình có thể dễ dàng qua mặt được người đời. Nếu như không đem thực lực của bản thân ra trao đổi, người ta cũng không dễ gì kết giao với bạn. Thứ năm, không khoe khoang sự thông minh của bản thân. Ngày chú hai thăng chức, đã không nhận được bất cứ một lời chúc nào từ đồng nghiệp. Những ngày sự nghiệp phất lên như diều gặp gió này cũng là những ngày chú vô cùng thỏa mãn vì năng lực và cơ hội của bản thân. Ngày nào, chú ấy cũng đều khen mình trước mặt các đồng nghiệp. Sau nhiều lần như vậy, đồng nghiệp cũng không những không chung vui cùng với chú, mà còn vô cùng khó chịu. Chú hai dần dần bị đồng nghiệp xa lánh. Chú đã phát hiện ra sự thay đổi thái độ của mọi người đối với mình, nhưng lại chưa bao giờ đi tìm hiểu lý do. Vào ngày mời mấy người bạn đến nhà ăn cơm, chú hai lại không tiếc lời ca ngợi khả năng của bản thân. Hơn nữa, chú còn không hề che giấu sự ngạo mạn của mình trong lời nói. Đến khi tiệc tan, có một người đã ở lại nói chuyện riêng với chú. Với kinh nghiệm của một người làm sếp lâu năm, bác ấy nói, sau này chú đừng mang chuyện chú được thăng chức ra để nói với đồng nghiệp và bạn bè như vậy. Chú hai đáp, em được thăng chức, đâu có nhờ vào quan hệ hay qua cáp. Chuyện này có gì mất mặt mà lại không thể nói ra chứ? Bác kia trả lời, chú là ngốc thật hay đang giả vờ vậy? Chú không nhìn thấy thái độ vừa khinh khỉnh vừa ghen tức của những người kia sao? Hay là chú quá đắc ý nên tự cho mình là trung tâm? Kể từ sau khi nói chuyện với ông bác đó, chú luôn để ý thái độ của đối phương mỗi khi chú nhắc đến chuyện thăng chức của mình. Quả là ông bác kia nói không sai, thái độ của bọn họ đều rất khó chịu. Thế là chú ngưng đem chuyện của mình ra khoe khoang. Chú chuyển sang lắng nghe và tán dương những chuyện tốt của các đồng nghiệp khác. Lâu dần chú hai đã tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp xung quanh mình. Nếu muốn tìm kẻ thù, hãy luôn thể hiện mình giỏi hơn người khác. Nếu muốn tìm một người bạn, hãy để người khác giỏi hơn mình. Bởi vì lúc bạn bè giỏi hơn ta, họ sẽ có cảm giác được làm người quan trọng. Khi ta giỏi hơn họ, họ sẽ có cảm giác tự ti, ngưỡng mộ và xen lẫn một chút đố kỵ. Thứ sáu, không khoe khoang năng lực của bản thân. Làm sao để biết người bên cạnh là người thông minh? Khi bạn gặp một người, người đó không chỉ hiểu mà còn biết tôn trọng quan điểm và niềm tin của bạn. Bạn và người đó rất hợp nhau. Ở bên họ bạn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc bạn muốn đến gần họ hơn, thì bạn lại phát hiện họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn. Hóa ra, họ đã luôn giữ khoảng cách đó với bạn ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này. Có người nói không biết khiêm tốn chính là thiếu hiểu biết. Người có giỏi đến mấy cũng chỉ là người bình thường. Họ cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Một người suốt ngày chỉ thích vỗ ngực ta đây, thật ra đang tìm cách lấp đầy sự khiếm khuyết bên trong của bản thân. Họ không có bất cứ một chỗ dựa tinh thần vững chắc nào. Vì thế họ luôn không ngừng tìm kiếm sự khẳng định từ thế giới bên ngoài.
họ thích nhận được những lời tán dương và sự ngưỡng mộ của người đời. Đọc một vạn cuốn sách như đi một vạn dặm đường. Một người đọc nhiều sách sẽ có suy nghĩ sâu sắc và nội tâm phong phú. Mạnh mẽ là có tài năng nhưng không khoa trương hay hóng hách. Bạn mạnh mẽ là khi bạn có thực lực nhưng luôn biết tôn trọng người khác. Chúng ta hãy tu dưỡng, rèn luyện những đức tính tốt đẹp, bắt đầu từ việc rèn luyện lòng khiêm tốn của bản thân. Quý vị thấy đấy, những kẻ tự cao tự đại không bao giờ được lòng người, còn những tên khoe mẽ phô trương thì không bao giờ có thành tựu to lớn. Cuộc sống này là của chính bạn, bạn không cần phải phô trương với người ngoài làm chi cả. Của cải tồn tại một cách khách quan, bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy. Quá khứ là trải nghiệm thực tế của bạn và không ai có thể xóa bỏ nó. Vì vậy, bạn không cần phải tự lừa dối bản thân để được công nhận và thỏa mãn cái gọi là hư vinh. Càng thích thể hiện thì càng chứng tỏ bạn là người thấp kém. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy thì hãy tránh xa họ sớm nhất có thể. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.